Thỏ này to phết rồi bây nhỉ. Lúc nuôi chuyển sang kiểu bầy đàn này là nó kiểu ấm hơn, trông mấy con chuột nó kiểu nó nhanh nhẹn hơn, tối ngủ nó ấm. Xem để thả một con đực này thí nghiệm xem nó có thời gian để mấy con cái kia nó to béo hơn này. Wow.